tại Pháp. Nhằm đảm bảo an ninh trong mùa hè này, nhiều thành phố ở khu vực Đông Nam nước Pháp đã quyết định hủy bỏ các hoạt động thể thao và văn hóa. Nhà chức trách cũng tăng cường hoạt động an ninh trên cơ sở phối hợp với chính quyền các địa phương. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, Bộ Nội vụ triển khai 56 hoạt động đảm bảo an ninh trên toàn lãnh thổ, đồng thời gia tăng lực lượng dự bị tác chiến gồm 10.000 hiến binh, bên cạnh 20.000 người trong lực lượng hiện có, trong khi chương trình chống khủng bố Sentinel được duy trì ở mức 10.000 binh sĩ trong suốt mùa hè. Ông Cazeneuve đã thông báo một kế hoạch mới, theo đó tăng cường số lượng binh sĩ cho lực lượng vệ binh quốc gia đến năm 2019, thêm 84.000 người. Cùng ngày tại Rome, giới chức địa phương đã thông báo về việc tăng cường các biện pháp an ninh tại một số mục tiêu quan trọng trong thành phố. Như các điểm tham quan du lịch, mua sắm đông khách sẽ được thiết lập thêm các điểm kiểm soát mới trên các trục đường chính của thủ đô. Bên cạnh lực lượng cảnh sát và hiến binh, các lực lượng quân đội cũng sẽ được huy động để tuần tra liên tục. Ngoài ra, các biện pháp an ninh được thông báo trước đó sẽ tiếp tục được duy trì. Kể từ sau các vụ tấn công khủng bố đẫm máu tại Paris, Bruxelles, thủ đô Rome của Italy bị coi là mục tiêu tiềm tàng của các âm mưu tấn công khủng bố muốn gây tiếng vang. Còn tại Anh, lực lượng cảnh sát hùng hậu đã được triển khai tuần tra dọc sông Thames cùng ngày nhằm trấn an người dân và phát hiện những hoạt động tấn công khả nghi có thể xảy ra. Hơn 600 binh sĩ tinh nhuệ khác cũng đã được tăng cường tại thủ đô London. Dù chưa xuất hiện bất cứ đe dọa tấn công khủng bố nào, tuy nhiên London vẫn được đặt trong tình trạng báo động cao sau hàng loạt thảm kịch đã xảy ra tại Đức, Pháp và Bỉ, và lực lượng an ninh luôn phải trong tư thế sẵn sàng đối phó.